Để người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM đã phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thi tiểu phẩm, tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với chủ đề chọn người tiêu biểu, đức tài của nhân dân, các tiểu phẩm của hội thi đã thể hiện được phương pháp, cách làm và các quy định của pháp luật về bầu cử. Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời hướng dẫn người dân chọn ra người có tài, có đức để ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Để cuộc bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân, ở thành phố Hồ Chí Minh, việc tuyên truyền cũng đang được thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa, góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử.